Đã 4 ngày trôi qua kể từ đêm Halloween định bệnh trên phố Itaewon vào tối ngày 29 tháng 10, tất cả những gì còn lại sau thảm kịch là hiện trường ngổn ngang. Hơn 800 kỳ vật thất lạc vẫn đang chờ người thân đến nhận lại. Sau vụ việc nghiêm trọng, các quan chức chính phủ đã lần lượt đứng ra xin lỗi người dân, hứa sẽ truy cứu và xử lý nghiêm những người có trách nhiệm liên quan tới vụ việc đau lòng này. Dòng báo ập đến với những cô gái chàng trai trên phố Itaewon trong thời khắc dạo chơi vui vẻ cùng bạn bè và người thân của mình. Con dốc từng nổi tiếng một thời cứ thế chứng kiến đoàn người nuốt chửng nhau để khi từng người ngã gục xuống. Sau vụ việc, Thủ tướng Hàn Quốc Han Đức Su khẳng định chính phủ sẽ nghiêm khắc xử lý những người có trách nhiệm liên quan sau khi ghi nhận 11 cuộc gọi khẩn cấp trước thảm kịch. Ông Hàn phát biểu, chính phủ sẽ nghiêm khắc xử lý những người có trách nhiệm liên quan ngay sau khi cuộc điều tra kết thúc. Ông đồng thời yêu cầu cảnh sát phải điều tra kỹ lưỡng hành động của họ và giải thích tình hình cho người dân. Thủ tướng Hàn cho biết thêm, chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra kế hoạch toàn diện để cải thiện hệ thống ứng phó với các cuộc gọi khẩn cấp. Trước đó ngày 1 tháng 11, thị trường thành phố Seoul đã xin lỗi về vụ giẫm đạp cướp đi tính mạng ít nhất 156 người cuối tuần vừa qua. Ông Ngô phát biểu, với tư cách là thị trưởng của Seoul, là người chịu trách nhiệm về cuộc sống và sự an toàn của công dân, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm rất lớn đối với vụ tai nạn và tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất. Vào thời điểm xảy ra thảm kịch tại phường Itaewon, ông Ngô đang có chuyến công du tại châu Âu, sau đó ông đã lập tức rút ngắn chuyến công tác và trở về Seoul trong ngày 30 tháng 10. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Hàn Quốc Lee Sang-min và người đứng đầu cảnh sát quốc gia John Hicken đã có lời xin lỗi nhằm nhận trách nhiệm về thảm kịch dẫm đạp tại phường Itaewon. Sau thảm kịch dẫm đạp nêu trên, một số ý kiến cho rằng chính quyền thành phố Seoul, văn phòng quận Yongsan và cảnh sát đáng ra phải có các biện pháp phù hợp để phòng ngừa tai nạn khi có tới hơn 100.000 người đổ về phường Itaewon để tham gia lễ hội Halloween. Lỗi của ai, trách nhiệm thuộc về bên nào, đã có sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Nhưng nỗi đau mà gia đình các nạn nhân đang từng ngày phải trải qua sẽ không có gì bù đắp nổi.